Này mình đang đi tìm cái khu ổ chuột nổi tiếng ở Tokyo. Mình thấy ở Tokyo nó sạch mà chưa bao giờ thấy một chỗ nào mà rác nó xả như đây luôn các bạn. Và không có phân loại rác gì đó, giày dép đồ quăng hết luôn. Không phải là hiện thực của Nhật Bản đâu nha mấy bạn. Chỉ ở khu khu đặc biệt. Cái nhà đây bỏ hoang thôi, không ai ở, giống như lâu lắm rồi không ai ở. Kia nó cũng nhà này chắc phải mười mấy 20 năm không có ai đụng thôi. Chỗ này là công viên tập trung những người họ sống, bình thường khách du lịch sẽ không được vào mấy bạn. Hôm nay là đặc biệt có một nghệ sĩ họ biểu diễn. Đây các bạn thấy quần áo, mọi thứ lều. Đây là một hiện thực khác ở Tokyo. Bên kia là Sky Tree, là cái tòa tháp cao nhất của Tokyo, tráng lệ. Còn cách bên này khoảng tầm 2 cây số là mới có người vào nhắc nhở đừng có đi sâu vô bên trong này. Kiểu này chắc họ muốn tourist người Nhật họ cũng nhạy cảm với mấy vấn đề này á, cho nên họ cũng muốn giữ cái thể diện. Nếu các bạn đi ở hàng rào bên ngoài thì phía dưới cái chỗ mà nó dơ nhất thì sẽ được bao bọc lại, tại vì họ cũng không muốn cái hình ảnh này nó leaking ra ngoài. Nhưng mà thật sự là mình thấy gì đây vẫn còn rất là sạch sẽ và trật tự, kiểu như họ cũng không có làm gì ai, tức là mỗi người mỗi hoàn cảnh thôi, và không ai muốn mình phải vô cái hoàn cảnh như vậy á. So với nhiều thành phố trên thế giới thì ở đây cũng rất là sạch sẽ và an toàn mấy bạn. Đi vô nãy giờ tôi thật cái đoạn này nó bào lại. Mình thấy nói chung là vẫn còn rất là ngăn nắp và trật tự và không ai ảnh hưởng đến ai. Đây chỉ là một trải nghiệm, là một hình ảnh khác của Tokyo, cho nên là mình tò mò mình vô thôi, chứ còn thực ra mình thấy cũng rất là an toàn mọi người. Tại vì đời sống ở Tokyo rất là đắt đỏ, thuê nhà cũng mắc á. Thì trong trường hợp ví dụ như mà họ không có việc làm hay gì đó thì tìm được cái chỗ ở mà tốt lành cũng rất là khó. Tokyo có 2 chiếc xe máy cũ ha, còn dùng làm sọt rác luôn, nhưng mà tại vì đậu đây lâu quá, ngay cả cái giấy phạt này cũng lâu cũng mục luôn. Chỗ này là mấy cái đồ thừa nhưng mà nói chung là rất gọn ghẽ, sạch đẹp. Chẳng qua là họ chờ để dọn này thôi mấy bạn. Mình đi ra khỏi cái công viên hồi nãy khoảng chừng mấy phút là tới ngoài đường chính nè, mà vẫn rất là sạch sẽ ha. Đó, phía kia là Tokyo Sky Tree mấy bạn, là tòa tháp cao nhất của Tokyo.
Wow. Đây mới phát hiện là 100 đồng, 100 yên. Ở dưới kia toàn 150 không? Đấy, quận nghèo nhất của Tokyo thì tàu lửa vẫn tấp nập nha các bạn. Nói vậy thôi chứ thật ra thì có một cái khu nhỏ xíu và xíu vậy thôi, nguyên cái thành phố Tokyo rộng để quay cho các bạn biết thôi chứ không có cái khu ổ chuột nào ở đây hết nha.